Thấy chưa? Cố lên. Cố lên. Chơi luôn. Hai, Núi xin chào các bạn. Để coi hôm nay Núi làm cái video gì để gửi cho các bạn xem nha. Hôm rồi Núi đã làm động đác lột bằng găng mà được có hai trái dừa thôi mà không bịt mắt. Đợt này Núi lấy cái khăn này mượn một người bạn ở trong uống cà phê trong quán lúc đi đây, trong bốn người bạn, hai là người bịt mắt cho Núi mà Núi lột bằng găng bốn lột sáu trái dừa này, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong khi Núi lột quá, Núi mượn bạn đây cũng chưa quen biết gì hết, mới có lại đây rồi mượn thôi. Sẽ cho mấy bạn xem thử cái dừa này có đúng là trái dừa trên cây bẻ xuống hay không. Bạn coi dùng, bạn coi dùng đi. Bạn coi dùm mấy cái dừa. Đúng dừa to lắm, đúng không bạn? Được qua lầm, được qua. Thì Núi nói được thì chắc cũng được mà. Mấy bạn ai mà người bịt mắt cho Núi lại là Núi lột dừa đây. Đây không? Thấy không ạ? Ai biết bịch sao bịch? Rồi. Bịt mắt không thấy đường, tính đâu còn. Đây. Rồi, cái thứ hai. Bịt mắt thì ra dấu sao thấy được. Trời ơi trời. Cái gì vậy, ngộ vậy? Dưa hấu ông nội ơi. Dưa hấu này đâu có lột được bạn. Lấy con tay chỉ chỗ luôn à. Không được. Rồi, ăn bạn. Tao ơi. Đây. Bạn ăn tụi bảy cho tao đó mà bạn chia giùm ha. Đây có co gọn không nha. Tại biết tay chân mình muốn sạch sẽ không. Thôi lên lọ bẻ ra ăn đi. Đây, trái dừa này đúng trái dừa nè. Thank you.
Ủa hết rồi hả? Hết phải không? Ờ ừ, đúng rồi. Ờ ừ, chút xíu. Đây thứ ba. Còn ba trái nữa. Này ba. Thứ tư. Nhiều quá. Chơi vừa vừa rồi. Đâu cho nó cũng mệt. Đây bịt mắt thôi chứ mở mắt ra lột nãy giờ được rồi. Giữ coi chú ơi, hấp dẫn lắm. Vậy là anh bị thương một ngón tay phải không? Có. Không phải hả? Thằng kia kìa. Cô được quá, em đưa anh lên luôn. Như vậy. Bên kia. Ủa, cái cùi này đâu? Cái cùi chi chó lâu. Ôi, bên kia. Ừ. Hay quá, bà chào ơi. Hay lắm anh ấy ơi. Chương trình giúp ảnh thoát nghèo đi chương trình ơi. Mà đại gia đâu nội? Gì? Không đại gia đâu, đại gia còn được vừa vậy cha. Trời ơi, muốn chơi nổi mà. Thôi không gấp đâu, thời gian còn dài. Cho anh dựng lên chính mình cái đi. Sao mà áo bây giờ mang ha, không phải làm sao nghèo được. Nó bụng lợi nha anh không. Cái người ở cái bên ta mua cái xe đó tặng áo này nè bạn. Rồi lại cái mấy cái mới được số tiền. Người đó thấy mình không có áo bận đi ruộng, ta tặng cho anh cái. Mình không lấy ruộng mà mình đi chơi luôn. Không phải cái áo này không, tôi cởi tôi để lại cho để luôn nè. Áo màu gì không biết, màu đỏ, hy vọng lắm đệ ơi. Áo thun luôn ha. Ờ áo thun. Ờ vải. Ờ màu đỏ. Ờ hy vọng lắm. Màu xanh mới hy vọng. Ăn cho hy vọng được. Mà màu đỏ là tỏ tình thương thôi. Hay quá. Hay được à. Đệ lắm đệ ơi. Sao cái nhỏ sao sao không? Chào ơi. Đang giúp người ta đi. Một trái nữa à? Một trái nữa à, lượm được 10 triệu rồi. 10 triệu. Ôi, dễ ăn lắm, thì vô đây mày ăn nè. 5 trái 10 triệu, còn trái cho mày 2.5 triệu đó. Nó. Rồi. Ở đây, ở cắt cỏ cho ông nhẹ thôi. Thời gian chậm chút đi. Thử ra không? Lột thử luôn anh. Ra. Ôi, đây, đây. Lột thử rồi. Tiếp. Lột luôn. Lột gân luôn. Để thôi. Ôi thấy không? Ông kia chơi gân, ông này chơi tay luôn à. Đó, thấy chưa? Mình lên. Thấy ở trong máu đi. Thấy chưa? Chưa lên. Chơi luôn. Quyết định. Wow. Căng luôn, lên căng. Căng chưa. Im. Căng không được. Còn hai trái kìa, quăng lên làm luôn. Chơi luôn. Hai trái tôi chia. Căng nha. Chơi luôn. Đưa đại nào mà đó mình coi nghe đi. Ừ, chữa tay vô. Trời ơi, không được. Được, đó lên, đó lên, đó. Hay quá trời ơi. Còn uống ra trời ơi. Cắn cái, cắn cái. Về đủ nghỉ ăn cơm đó nghe. Không. Thì mòn móc được lắm rồi, giờ hết sức móc rồi. Em mà lụt xong nha.
Một cái dừa tươi luôn nè. Quá đầy ơi. Giúp 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 mình đầy ơi. Ôi. Giúp đi giúp đi giúp đi. Mấy ông này đâu hay. Giúp cái này hả? Ừ. Mấy ông này đâu hay. Gì không hay. Có ông kia khoảng năm ngoài tuổi rồi nha. Cái dừa khô nha. Không màu ra đồng vàng như thơm bọc trong. Ôi khơi bọc lên còn cái dừa khô. Dưới tài đó chứ. Tươi luôn. Mày mà quên nói. Đá ta nghe. Gọi cho tiền đi, cho tiền đi. Có đi chào. Chào chương trình. Mày được chưa? Rồi đứng lên đây nào. Qua mặt rồi trời ơi, không có được bán mặt. Ngọt không? Này uống thử ngọt không? Chiều quê hương á. Chồng không có băng thuốc mà bỏ thuốc sâu không à. Thấy không? Thôi chút xíu mọi người sẽ ban thử ba cái sát dừa. Coi còn đủ gan không kiểm tra nghe nghe. Ừ, ghê quá. À, chào các bạn. À, các bạn coi núi Lộc Dừa có hay thì các bạn vô đăng ký kênh của núi giúp cho núi cảm ơn. Chào các bạn.